Xin mời tất cả quý vị một tách trà nóng vào buổi sáng nha. Bây giờ là sáng tại Việt Nam và buổi tối tại Mỹ. Xin mời cả nhà mình. Mấy hôm nay thì Quốc Võ với lại chị Hồng Trinh có làm một số những clip nói về Nam Em và được mọi người quan tâm rất nhiều luôn. Mình thấy được sự đồng cảm của khán giả dành những tình cảm đặc biệt cho Nam Em. Đó cũng là những điều tuyệt vời. Bởi vì sao quý vị, một cái người mà còn khá là trẻ tuổi, đặc biệt là một cô gái có tài, có sắc nữa, mà bị lâm vào cái hoàn cảnh như thế này thì tất cả chúng ta đều thương thương mến, rồi có sự đồng cảm. Cho dù là Nam Em như thế nào đi chăng nữa thì mình cũng mong muốn rằng là cô ấy sẽ quay lại cái hoạt động nghệ thuật, bởi vì đã từng là một ca sĩ, đã từng là một diễn viên và một người mẫu, đồng thời cũng đoạt một cái giải cao nhất ở trong là cái cuộc thi Hoa Khôi Đồng bằng sông Cửu Long năm 2015, rồi coi như là đại diện cho đất nước đi thi cuộc thi sắc đẹp của quốc tế và lọt vào cái top là 8 người, như vậy là cũng là giỏi lắm rồi. Thưa quý vị, cho nên là trong thời gian vừa qua mà khi mà có xảy ra những cái chuyện lùm xùm quay công chuyện của Nam Em đó thì làm cho khán giả cũng có nhiều cái cảm xúc, nhiều sự suy nghĩ và tiếc nuối cho những gì đang xảy ra. Và nếu chúng ta là một người có trái tim, có lòng nhân ái, có tính có lòng vị tha thì chúng ta sẽ có một góc nhìn khác, chứ không có mà dồn người ta vào con đường cùng, giống như là có những cái lời lẽ khích bác rồi nhục mạ rồi vu khống xúc phạm để xảy ra những chuyện không hay, thì cái đó là không có tốt chút xíu nào cả. Và cái nguyên nhân mà Nam Em lại tiếp tục lên trên mạng có những cái lời lẽ phản bác lại những cái anti fan với mình đó, thì cũng là những cái người khán giả họ vào để họ chỉ trích, họ châm chọc, họ nhục mạ, họ xuyên tạc, làm cho không kiềm chế được cái cảm xúc của mình. Tại đó là con người mà phải có hỷ nộ ái ố mới là con người chứ. Chứ nếu mà chúng ta là thấy những cái lời mà chửi bới, nhục mạ bản thân mình mà mình không có bất kỳ một cái cảm xúc nào, hả, thì đâu phải là con người nữa, lúc là thánh nhân rồi. Ví dụ như ai mà chửi mình, ai mà đánh mình mà mình còn quay lại mình cảm ơn nữa thì đâu phải là chúng ta nữa quý vị, phải không ạ? Khó lắm, khó có thể là kiềm chế được cái bản ngã của mình, kiềm chế cảm xúc của mình lắm đó. Cho nên là Nam Em cũng không ngoại lệ, mà đặc biệt là cô gái trẻ nữa, cô gái trẻ mà coi như là mới bước vào đời đó thì làm sao mà có không có những cái không tránh khỏi những cái vấn đề đó. Cho nên chúng ta cũng phần nào thông cảm, nhưng mà cái cách chúng ta làm đó, cái cách mà chúng ta suy nghĩ và thực hiện đó là làm sao để cho con người này họ quay lại cái bến bờ hạnh phúc, quay lại cái sự cái chánh đạo để mà trở thành một con người tốt, chứ không phải là mình thấy người ta như vậy rồi cái mình mới dùi dập người ta để cho người ta đi vào cái ngõ cụt đó. Không phải như vậy. Đối với Quốc Võ, đối với chị Hồng Trinh và những cái người mà có cái sự đồng cảm đó, giống như là khán giả của kênh của Quốc Võ đây, là những cái người có trái tim rất là lương thiện, có lòng chân ái, có lòng vị tha. Cho nên luôn luôn mong muốn là Nam Em trở về cuộc sống bình thường. Cho dù cô ấy như thế nào chăng nữa đó, thì mình là nếu mà chúng ta có trái tim á, thì chúng ta cũng phải nắm tay chúng ta vực dậy ha. Thấy cô ấy đi vào một cái ngõ cụt nào đó thì chúng ta phải kéo lên, lún sâu vào cái vũng bùn thì chúng ta phải giơ dang tay ra để mà kéo lên, cho dù cô ấy như thế nào chăng nữa. Có nhiều cái lời đồn đại rằng nói là cô ấy chơi thuốc rồi chơi hàng rồi cái này nọ rồi, nhưng mà cô bỏ là không có bằng chứng thì mình không không có tin cái điều đó. Chừng nào có giấy của bác sĩ, có bằng chứng rõ ràng đó thì lúc đó mới tin, còn bây giờ là những cái lời đồn thôi thì Quốc Võ gạt qua một bên. Và cho dù thật sự mà coi có như vậy đi chăng nữa đó, thì đối với quan điểm Quốc Võ và Hồng Trinh đó, vẫn luôn luôn là một cái người anh, luôn luôn là một cái người bạn
để mà vực dậy tinh thần mình làm cho nó tốt hơn, chứ đâu phải là mình thấy như vậy rồi mình bỏ luôn đâu quý vị. Như vậy thì làm sao mà có thể làm cúc trái tim là lương thiện được, đúng không ạ? Bởi vì coi cô ấy cũng như là đứa đứa em, đứa cháu, một người đồng nghiệp. Tại Quốc Võ cũng là người ở trong giới showbiz mà, trong giới nghệ thuật mà, thì cũng là giống như là đồng nghiệp rồi. Thì mình thấy cái người đồng nghiệp của mình, một đứa em của mình nó bị như vậy, thì thay vì mình đập nó luôn không, để mình ngoi lên, không, mình đã làm gì không được, mình phải nắm tay mình kéo lên, vực dậy tinh thần cho em nó, để cho em nó có một cái ý chí, một cái mãnh mãnh lực ha, để mà sống, để mà trở thành người tốt chứ, đúng không ạ? Chúng ta luôn mong muốn tất cả mọi người trên thế giới này, trong đó có cả người Việt Nam ha, cho dù chúng ta sống tại nơi nào chăng nữa thì chúng ta cũng phải đoàn kết với nhau, và chúng ta mong muốn rằng xã hội càng ngày càng đẹp hơn, càng ngày càng có nhiều người tốt hơn. Và thật sự mà nói rằng là trong câu chuyện này nó cũng có khá nhiều những cái ý kiến trái chiều lắm. Tuy nhiên thì đối với Quốc Võ, chị Hồng Trinh á, thì luôn luôn đứng vào một cái chánh đạo, đứng vào một cái phía bảo vệ lẽ phải, và bảo vệ những cái người mà đó, chân yếu tay mềm, thân cô thế cô, vân vân, là như vậy. Nói chuyện này thì cũng khá khá là vui, cho nên Quốc Võ ngày hôm qua đó, nhân cái dịp mà chị Hồng Trinh từ bên Maryland qua bên đây để thăm Quốc Võ, thì Quốc Võ cũng kết hợp với lại thêm một người chị nữa, tức là chị Hoài Thương. Chị Hoài Thương là quý vị chắc cũng đã biết rồi, cũng đồng hành chung với là Quốc Võ trong những cái dự án mà âm nhạc. Chị Hồng Trinh cũng là một cái người ca sĩ trước năm 75, tức là mấy người chị này là đều là ca sĩ trước năm 75 cả, hát cho những cái tiền tuyến đó quý vị đó. Và bây giờ họ không còn hát nữa, tức là họ họ hát cái thời điểm đó thôi, sau này khi mà qua bên Mỹ rồi thì họ không đi hát nữa và họ làm những công việc khác. Thì hai chị này mới quen biết nhau qua Quốc Võ và kết hợp với nhau làm một cái bài MV. Thì cái buổi sáng hôm qua đó, thì Quốc Võ có quay một cái MV cho hai chị này. Cái bản nhạc này là một cái liên khúc gồm hai bài, là cái bài Tả Tình là một và cái bài Cho Người Tình Lỡ là hai. Hai cái bài này nó cùng tông với nhau và nó cùng điệu với nhau, cho nên là Quốc Võ làm một cái liên khúc cho hai chị hát với cái hòa âm phối khí của Quốc Võ luôn đó, và phòng thu tại đây luôn, tổ Quốc Võ có cái phòng thu riêng luôn. Thì mình vừa hòa âm phối khí và mình phòng thu cho hai chị luôn, rồi mình ra và dẫn hai chị ra ngoài một cái công viên rất là đẹp tại California này để mình quay cho chị Hằng một MV để mình làm một kỷ niệm. Hai chị này là khó gặp nhau lắm, bởi vì sao? Bởi vì một người ở California, một người ở Maryland, này hai cái tiểu bang nó xa nhau lắm, phải bay tới 5 tiếng rưỡi là mới tới, là quý vị. 5 tiếng rưỡi mà đường bay đó là nó xa lắm, chứ không phải là gần đâu. Từ cái như là đông sang tây luôn á quý vị, nó như là rất là xa. Nó xa cũng cỡ gấp 3 lần từ Sài Gòn ra tới Hà Nội luôn á. Vì vậy cho nên là khó có cái dịp mà để hai chị gặp nhau lắm. Cho nên nhân cái dịp này thì Quốc Võ làm một cái MV cho hai chị để có một cái kỷ niệm đẹp giữa hai người với nhau. Hai người là U80 hết quý vị nha, U80 nha. Lớn vậy đó, chứ không phải là nhận nhãn nhau, nhưng mà quý vị nghe cái giọng ca của hai chị này á, tuy là hai cái giọng ca khác nhau, một cái người giọng là trong cái như là thanh thoát. Chị Hoài Thương á, là có một cái giọng rất là kiểu giống như là của nam em vậy đó. Nó thanh, nó trong trẻo ha, đó nó cao đó. Còn bên phía của chị Hồng Trinh á, thì nó dày hơn, nó trầm hơn đó, cho nên hai cái nó rất là khác nhau, nhưng mà nó hòa quyện lại với nhau rất là hay đó quý vị. Mỗi người mỗi kẻ mỗi vẻ, 10 phân vẻ 10 đó, rất là hay lắm. Và đặc biệt rằng là hai chị được lớn tuổi rồi nhưng mà vẫn còn hát được so với là những người lớn tuổi nha. Nếu như mà hai chị này mà luyện tập thường xuyên về cái thanh nhạc đó, mà để giữ cái chất giọng của mình từ từ suốt một cái quãng đường từ trẻ tới lớn bây giờ đó, thì nó sẽ giọng nó tốt hơn rất là nhiều. Tuy nhiên thì khi mà qua tới Mỹ rồi thì mỗi người làm một cái nghề khác nhau chứ không còn đi hát nữa, và bây giờ trở lại hát hò bởi vì có cái máu văn nghệ. Cho nên đó là lý do tại sao mà hai chị này mà thấy nam em là rất là thương luôn, tại vì nam em là có một cái giọng hát rất là trong reveal và nó trong sáng, nó ngây thơ,
nó có một cái nét chân chất trong đó đó, cho nên là rất là thích luôn. Và đặc biệt là trong cái giọng hát của Nam Em nó có một cảm xúc dâng trào, nó diễn tả được cái hồn của bài hát mà ít các ca sĩ nào làm được cái chuyện đó. Cho nên khi mình nghe Nam Em hát đó là mình có cảm xúc ngay, ít có ca sĩ nào mà hát mà có vỏ cảm thấy cảm xúc lắm. Mà Nam Em là một trường hợp rất đặc biệt luôn, mình ngồi mình nghe, mình đeo cái tai nghe vào mình nghe và mình không còn phải nhìn cái hình ảnh luôn, mình chỉ còn đeo cái tai nghe và mình nghe thôi, và để cho nó clear, tức là mình nghe bằng cái ở ngoài đó, hoặc là chúng ta cầm cái phone như vậy là chúng ta mà nghe này là tạp âm nhiều quá chúng ta nghe không rõ. Nhưng mà nếu quý vị có một cái tai phone tốt, hoặc là quý vị bật một cái dàn âm thanh mà surround sound lên, quý vị nghe bảo đảm thấm ngay và mình thấy được cảm xúc đó. Cho nên là rất là thích nghe cái giọng của cô Karen em đó. Cho nên nếu mình những cái giọng ca này mà được lăng xê đúng ha, có cơ hội để phát triển, có những sân khấu lớn để mà mời về cùng làm việc chung thì sẽ còn tiến xa hơn rất là nhiều. À, tiến xa hơn rất nhiều, mình bảo đảm là như vậy quý vị đó. Cho nên là tất cả mọi thứ nó đều tùy vào cái duyên. Nếu như mà Nam Em có được nghe được những cái clip của anh Quốc Võ nói như thế này đó, mà liên lạc với anh đó, không, thì rất là tuyệt vời. Cái số Zalo của Quốc Võ chắc mọi người cũng biết, số Zalo là cộng 1 714 247 9474 nha. Đó là cái số Zalo của việc Quốc Võ nha, là cộng 1 714 247 9474 đó quý vị. Cái add cái Zalo hoặc là Nam Em hoặc là Quế Vân hoặc là gia đình của Nam Em muốn liên lạc với Quốc Võ để có một cái cơ hội trao đổi với nhau, giống như là hai chị em Quốc Võ và chị Hồng Trinh cũng có muốn là ý là bảo lãnh Nam Em qua Mỹ theo một cái diện giống như là du lịch, hoặc là cái diện mà hợp tác biểu diễn nghệ thuật vân vân, thì sẽ có rất nhiều cơ hội để qua đây, rồi mình thay đổi cái môi trường sống, mình thay đổi cái môi trường ha, rồi nói chung là tiếp xúc với những con người mới, kết thêm nhiều bạn mới, tiếp thu được cái văn hóa tự do của đất nước Hoa Kỳ thì nó sẽ khác nhiều lắm, nó sẽ khác nhiều lắm quý vị. Dĩ nhiên là ở Việt Nam nó cũng có được một cái tốt của nó, nhưng mà mình sống ở Việt Nam nó lâu rồi, Nam Em đã sống Việt Nam lâu rồi, và chúng ta quân Nam Em cũng có nhiều bạn bè rồi, nhiều bị chống đối với nhau rồi, đấu đấu chọi với nhau nhiều thứ lắm. Nhưng mà khi mình thay đổi một cái môi trường sống mới, mình sẽ tiếp thu được những cái mới, nó không phải là Việt Nam nữa mà nó là một đất nước tiên tiến khác, rồi cái môi trường nó khác, thì nó sẽ đỡ nhiều, nó giảm stress, nó không còn trầm cảm nữa, và sẽ có nhiều cái hướng đi rất là tuyệt vời luôn ở trong tương lai, phát triển thêm về âm nhạc, phát triển triển thêm về phim ảnh ha, rồi về nghệ thuật, nói chung là nhiều thứ lắm ở tại đất nước Hoa Kỳ này. Cho nên là cũng mong rằng là Nam Em cũng nghe được những clip như thế này rồi có một cái sự trao đổi, để cho nên là người ta nói là make it happen, tức là làm cho cái điều đó nó xảy ra ha. Đó thì cũng mong là như vậy. Cho nên quý vị hãy ủng hộ Quốc Võ bằng cách là chúng ta share những cái clip này ra cho rộng rãi. Nhấn vào nút subscribe, tức là đăng ký kênh, like, cũng như là mình nhấn vào cái đường like này để mình share ra cho nhiều người coi, chừng nào tốt chừng nấy. Đặc biệt là mình share cho bên phía của Nam Em, Quế Vân hoặc là gia đình của cô ấy, để cho cô ấy, những người đó họ biết được là ở tại Mỹ này, California, họ có những cái người mà yêu mến mình, có những cái người mà ủng hộ mình đó, và mong muốn là giúp đỡ mình ở trong tương lai, thì đó là những cái điều rất tuyệt vời nha. Bây giờ thì xin mời quý vị cả nhà mình hãy cùng xem một cái MV Cây Nhà Lá Vườn, do Quốc Võ hòa âm, phối khí, thu âm, quay MV, dựng MV, làm tất cả mọi thứ luôn cho hai bà chị của mình, đó là chị Hồng Trinh và chị Hoài Thương. Hai bà chị là U80 nhưng mà có tâm hồn âm nhạc rất là phong phú, và có một cái điểm đặc biệt nữa là yêu mến giọng ca của Nam Em nha. Rồi, xin mời quý vị hãy cùng theo dõi.
kiếp nào ta ngỡ bơ vơ. Người ân tình sao nỡ xa ta, từ kiếp nào tình ngỡ tình sâu, và lòng thì ngỡ lòng buồn, lòng ngỡ lòng buồn, vì lòng tìm mãi tình hồng, tìm mãi tình hồng, mà tình thì mãi mịt mùng, ai đi tìm ai suốt đời, ai đi tìm ai suốt đời. Tình yêu nào như đến trong mơ, tình yêu nào êm ái như thơ, tình yêu nào lòng cứ đợi chờ từng phút từng giờ, từng phút từng giờ, mà tình thì đến nào ngờ, tình đến nào ngờ, vì tình nào có hẹn giờ. Em đi tìm anh suốt đời, em đi tìm anh suốt đời. Đời em ngỡ chết theo ngày buồn, buồn lẻ loi thấy đâu niềm vui, niềm vui đó xót xa đợi chờ, giờ đã tới với tình anh cho. Khóc mà chi, yêu thương qua rồi, than mà chỉ có ngần được xót xa, tiếc mà chỉ những phút bên người, thương mà chỉ nhắc chi chuyện đã qua. Anh giờ đây như là chim đã rời cánh, biết bay phương trời nào. Em giờ đây như cành hoa chót tạ tới, đón đưa ngọn gió nào. Mình nào ngờ tình rơi như lá rơi, ngày tình đầy vòng tay ôm quá lời, để giờ này một người khóc đơn thâu, một người nén cơn đau, nghe mưa mà cúi đầu. Thế là hết nước trôi qua cầu, đã chìm sâu những tháng ngày đam mê. Thôi đành quên những tiếng yêu đầu, những lời yêu ấy nay đã quá xa. Nẻo đường cũ răng đầy mưa, quất mù lối khiến nên tình đành lỡ. Ta giờ đây như rừng thu, nắng lịm với chiếc lá vàng cuối mùa. Tình yêu này em nhớ
tình con quá chân đây, con quá chân đây làm lòng cảm thấy nghẹn lời, lòng thấy nghẹn lời vì tình hồng rực rỡ một trời. Em tôn thờ anh suốt đời, em tôn thờ anh suốt đời. Tình yêu này, tình yêu này, tình yêu này.